Tiếp theo vẫn là con dòng Panasonic trợ lực. Những cái form này thì thường thấy các anh chê nó là yếu ớt và chỉ mua cho vợ mình sử dụng, ba mẹ mình với là những con cái đi học thì mua thôi, chứ thấy mấy anh ít sử dụng những cái dòng này. Mấy anh sử dụng hai dòng đôi thì nhiều. Thì mình đã nói rồi, mình sẽ update liên tục. Lâu lắm mình không up những cái dòng này, mình sẽ up liên tục dòng này để cho chị em phụ nữ. Riêng mấy anh bữa giờ là dòng trợ lực nhiều quá rồi, mình sẽ up tiếp những cái dòng này. Như con này là con của Panasonic trợ lực Zin. Thì cái vấn đề đồ đạc của nó mình sẽ giới thiệu chi tiết từng món, như phần tay khiển, điều khiển hệ thống điện của chiếc xe, bao tay của Panasonic, tay thắng nhôm, vàng ghi đông ông tăng nhôm. Vẫn là tay thắng nhôm, vẫn là bao tay zin của Bana. Và đây là hộp số 3 số cho 3 tốc độ là nó. Một hồi mình sẽ test luôn trong phần video cuối video. Chuông, hồi nãy mình rửa nước nằm ra nó đang hơi ngạt nước đó. Đứng lên, đỡ. Nó thanh này liền. Vàng ghi đông sáng trưng hết. Con này hiện nói chung cái vàng nhôm với inox của nó còn sáng, sáng lắm. Các bạn thấy mình nghe cạch 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 là lý do nó đang khóa cổ. Mở cổ nó bằng cách nào? Thì khi các bạn để ý, khi các bạn chống chiếc xe đứng lên là tự động nó sẽ khóa cổ lại luôn. Bây giờ mình thả nó xuống, kiểm tra thử. Là tự động nó sẽ mở cổ. Đó là khóa tự động, khóa cổ tự động luôn. Đó là dàn khóa cổ, dàn dè trước của nó inox còn sáng. Và thứ nhất, thứ hai nó chưa thấy cái sự móp méo va chạm. Vỏ ruột zin của Panasonic, niền thép không rỉ stainless. Thép không rỉ là một hộp kim mà theo mình tìm hiểu thì nó là một hộp kim của thằng inox, nó bỏ chrome nhiều, độ cứng của nó sẽ hơn thằng inox mình nhiều. Đó là thép không rỉ theo mình thôi, mình tìm hiểu cho anh Google. Dàn tem zin của nó còn đủ. Dàn tem zin, dàn đồ nhựa thì con này cũng chưa có bể, chưa có hàng. Con nào hàng mình cũng sẽ báo trong video hết cho anh em. Mua hàng xa người ta có thể hình dung được cái chiếc xe. Giò nhôm bằng đạp zin của Bana. Cốt yên nhôm và yên zin của Panasonic. Cốt yên nhôm thì các bạn có thể xả ra, xả theo ngược chiều kim đồng hồ, tăng giảm, đóng vô lại, tùy theo người sử dụng cao thấp. Ổ khóa zin của Bana, muốn khóa nó thì bấm gài mới mở. Này nó hơi rít, bỏ miếng nhớt nữa là ok. Về nóc zin, đèn chớp tự động Panasonic. Khi các bạn về đêm thôi, nó chỉ nháy khi thiếu ánh sáng, chứ không phải dùng từ về đêm thì không chính xác. Thiếu ánh sáng mà có rung lắc đụng vô chiếc xe nó sẽ nháy. Đây là cái dàn đùm Shimano 3 số cho 3 tốc độ là nó. Các bạn thấy cái dàn đùm của nó còn sáng lắm. Đồ con này còn sáng. Vẫn là bộ thắng bi của Shimano. Bấu bằng bi bạc đạn hết, 6 viên bi sẽ xoay xung quanh cái cốt này. Khi chiếc xe của mình thắng lại, 6 viên bi nó sẽ cạ vô, nó bấu vô, nó không phải xài bố. Năm nay sẽ không có thay thế cái gì hết. Hư là dục, mà muốn hư nó là cả vấn đề. Chống zin. Cái sợi dây này là cái sợi dây mà để khi các bạn đứng chống lên là nó khóa cổ lại, là nó đó, nhờ nó đó. Chứ nó không xài bằng điện tử đâu, nó xài bằng cơ hết. Nhưng mà nó thiết kế với nó độc. Máy của Panasonic. Lọc máy nhôm. Cái phần gạt te, cái này gọi là cái gạt te để che sên.
thì các bạn thấy nó thường là các bạn thấy những dòng kia nó một lỡ nửa cái vậy thôi, đúng không? Nhưng mà con này nó che hết nguyên phần hộp sên luôn, nó gọi là cặt tè bít là nó. Sợi dây sên thì mình quay không được, nhưng mà mình còn dây sên này còn khá lắm. Nhìn cái sợi, cái miếng cao su nhựa để nó leo chạy trên sợi dây sên này, các bạn thấy nó chưa mòn răng, răng nó còn vuông dứt hết. Bên đây cũng vậy, giò đạp nhôm và bàn đạp zin. Lưu ý phần cục pin, các bạn nhớ giùm mình cái dòng pin Lion, là cái dòng pin thời nay nó đang thiếu điều là gần như đời mới nhất của dòng xe lập trợ lực. Mà như mình thấy nó là mới nhất rồi, không có nào qua được nó nữa hết, dòng pin Lion này. Đó. Nhớ chữ Lion là được, ok. Và cục pin này dung lượng sẽ là 8.9. 8.9 thì nó sẽ đi khoảng tầm 25-30 cây số. Mình sẽ không bao cây số, nhưng mà mình sẽ bao về sống mới chết, bao hành sống mới chết thôi. Còn tại sao không bao về cây số? Lý do chiếc xe trợ lực nó có 3 tốc độ đẩy. Khi các bạn sử dụng tốc độ đẩy mạnh nhất thì nó sẽ hao pin nhiều nhất, đỡ hao pin và tiết kiệm pin. Thì các bạn khi mình bán mình có bao km, lúc đầu thời gian đầu mình bao km thì một chiếc xe thì nhiều người chạy trong nhà, họ có để tốc độ mạnh nhất, họ bắt mình bao 30 cây số sao mình bao, mình không có bao được. Đâm ra nó lấn cấn và nó bích lòng bao cái vấn đề đó. Đâm ra những dần sau nữa mình sẽ không bao giờ bao km. Rất rõ ràng. Tình trạng chiếc xe thì quên đến vấn đề sạc. Một chiếc xe gồm một cục pin, một đế sạc zin. Nhớ điện 100-110 thôi. Anh chị em nôn nóng quá về ghim 220 trái hoài. Một lần trái vậy là sửa. Thứ nhất, thứ hai nó mất cái độ zin của chiếc xe. Tiếp theo là mình sẽ tắt nguồn hết phần hệ thống điện của chiếc xe. Nó sẽ trở về một chiếc xe đạp bình thường, không có gì khác biệt hết. Mình vẫn đạp đây. Số 3 các bạn thấy nặng chân không? Mình đang đạp số 3. Chân mình đã nặng lắm. Nhả về số 2 nè. Chân nó nhẹ hẳn liền. Đạp liên tục, chân nhẹ hẳn liền. Muốn nhẹ nữa, trả về số 1. Đạp liên tục luôn. Số 1 này thường là không ít ai sử dụng lắm. Nó đạp liên tục mà xe nó không đi. Nó sử dụng để khi lên dốc hầm chung cư hay dốc cầu vượt hay vấn đề gì đó, người ta cần lết lên thì sử dụng nó thì thấy ok. Chứ bình thường mà để cuộc sống bình thường của mình mà đặt số 1 này chắc đạp không biết bao giờ mới tới nhà, tới trường. Tăng số 2 theo tốc độ trung bình nhất. Thì đó các bạn thấy xe đạp trợ lực nó cũng như một chiếc xe đạp thường đó. Vẫn đạp bình thường được hết ha. Không khác như đạp thường hết. Rồi, giờ mình thử trợ lực nó và cho các bạn thấy trợ lực là như thế nào. Mở điện. Tốc độ đẩy mình sẽ cho mạnh nhất để mình coi nó búng đi xa hay không. Và thứ nhất, thứ hai nữa là qua video thì để nó thể hiện rõ hơn với một cú nhấn của mình. Các bạn thấy một cú nhấn của mình nó đẩy chiếc xe mình đi, tự động nó đẩy đi thôi, chứ mình không hề đạp tiếp cái nào hết. Làm lại lần nữa. Một chiếc xe thường các bạn nhấn cái đó không bao giờ đẩy đi xa 40-50 mét được hết. Tự động nó đẩy mình đi. Còn khi mà đi đường trường thì sao? Khi đi đường trường thì sao? Các bạn nhấn xuống là tự động xe nó vụt về phía trước. Nhấn xuống là xe nó đã đẩy mình về phía trước rồi. Nhấn cái là tự động xe nó nhồi mình đi rồi. Nhồi trong chân mình đi. Bởi vậy lý do là trong video nó không thể hiện được sự nhồi đó. Nhưng mà khi các bạn ngồi trên chiếc xe, các bạn thấy ở đây nó đẩy mình đi giống như có người phía sau đẩy phụ mình vậy. Đó là tác dụng của thằng trợ lực. Và nói nó là hay. Nó hỗ trợ cho sức của mình đỡ hao. Đi đường trường, đường dài, không có dùng sức nhiều. Giờ mình số 1 nè. Quãng kinh số 1 của mình chắc không khỏi đạp luôn á. Tiếp đều gần như không đạp luôn à. Trợ lực là như vậy.
Hồi nãy như mình chưa giới thiệu cái bàn khi bàn bàn phím. Và khi cái bàn phím này nó hiển thị cái gì? Các bạn thấy ba nấc đèn. Nắng quá. Trời bớt rồi. Các bạn thấy ba nấc đèn. Đầy pin. Pin còn nữa và gần hết pin. Đầy pin, pin còn nữa và gần hết pin. Công tắc nguồn. Và tốc độ trợ lực đẩy của nó như thế nào? Đỡ hao pin, trung bình và mạnh. Đèn. Đó là cái chức năng của bàn phím. Con này thì zin toàn tập. Và tình hình chung của nó, em nó là trung bình khá. Đồ đạc rất liền lạc, sáng sủa. Đó là tổng quan của chiếc xe này. Rồi, những dòng xe này bên mình còn nhiều lắm. Các bạn cứ add Zalo số điện thoại 0909 775445. Xem xe và mình sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo.